lập ra chốt tự quản vùng xanh và không nằm trên các trục đường chính, thường là lối ra vào của các con hẻm. Một số chốt cũng đã được di dời vào bên trong. Có những hẻm thì mới được tháo rào một phần. Theo giải thích của người dân sống tại đây thì lý do là vừa để hạn chế đi lại, vừa để phòng trường hợp ca nhiễm tăng, cần rào trở lại. Đối với các vùng đỏ hoặc nằm trên các trục đường chính thì các quận vẫn giữ lại chưa tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho bà con. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt xét nghiệm toàn dân lần cuối trước 30 tháng 9. Các địa phương trong thành phố đang chờ đợi kết quả. Nếu như kết quả khả quan thì sẽ tiếp tục gỡ dần các chốt. Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk vừa cho phép các cơ sở kinh doanh mua bán nông sản trên địa bàn hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Đối với các hộ dân có nông sản đến thời kỳ thu hoạch và đã có hợp đồng đặt cọc với các doanh nghiệp, thương lái thu mua thì cung cấp thông tin liên quan như là tên doanh nghiệp, cơ sở thương lái thu mua, số lượng cần bán cho tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản hoặc ủy ban nhân dân các xã phường. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở, thương lái trước khi thực hiện thu mua phải có giấy test nhanh hoặc là xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian không quá 72 giờ, kể cả lái xe hoặc giấy tờ chứng minh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Phương tiện phải có giấy phép thông hành của cơ quan chức năng và phải cam kết thực hiện các biện pháp 5K. Từ ngày 19 tháng 9 đến nay, thì lực lượng quân y thuộc vùng 5 Hải quân đang đóng tại thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang đã tham gia hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên đảo. Đội điều trị 78 thuộc cơ quan hậu cần của vùng 5 Hải quân đã bố trí hơn 50 nhân lực tham gia thường xuyên hỗ trợ tiêm cho người dân. Quy trình trước và sau tiêm được thực hiện và giám sát chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong thời gian tiêm và sau tiêm, không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện không ổn định về sức khỏe. Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, 82% trong tổng số 16 triệu người dân của nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Theo báo cáo, thì trong số hơn 13 triệu người được tiêm vaccine tại Campuchia, có tới 10,8 triệu người, tương đương với 68% dân số, đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Campuchia đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 kể từ tháng 2 năm nay và đang hy vọng có thể đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới, hướng đến mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế và xã hội một cách toàn diện và bền vững. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp áp dụng tại 19 địa phương và các biện pháp phòng dịch trọng điểm áp dụng tại 8 địa phương vào đúng hạn là vào ngày 30 tháng 9, sau khi đã tham vấn nhóm chuyên gia cố vấn về vấn đề này. Theo Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, thì số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh trên phạm vi toàn quốc và số ca bệnh nặng cũng đã giảm 50% so với thời điểm đỉnh dịch, qua đó giảm đáng kể áp lực lên hệ thống y tế. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nishimura, thì sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, gần như chắc chắn số ca mắc mới COVID-19 sẽ tăng trở lại, nên phải tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả để ngăn chặn sự bùng phát trở thành làn sóng lây nhiễm tiếp theo. Trở lại với những thông tin trong nước, vào sáng ngày hôm nay, thì sau khi nước lũ đã rút, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương, huyện Quỳnh Lưu tập trung khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Tuy nhiên, hiện tại thì hệ thống điện nước ở trên địa bàn đã bị mất nên công tác khắc phục thiệt hại còn gặp rất nhiều khó khăn. Phóng viên Quang Tiến có mặt tại tỉnh Nghệ An sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị, lúc này tôi đang có mặt tại trường mầm non Quỳnh Hồng của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cho đến sáng hôm nay thì khuôn viên nhà trường vẫn đang bị ngập úng. Và để hỗ trợ các cô giáo dọn dẹp lại khuôn viên nhà trường thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu đã huy động hàng trăm chiến sĩ tiến hành dọn dẹp các phòng học và phía công viên nhà trường để ngay sau khi nước rút thì có thể đón các em học sinh đi học trở lại. Do nước lũ lên nhanh nên phần lớn các đồ dùng thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở của học sinh đều bị ướt, hư hỏng. Các chiến sĩ đã hỗ trợ nhà trường sắp xếp lại bàn ghế, phòng học, phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ đón các em trở lại trường. Điều lo ngại nhất lúc này là dịch bệnh sẽ bùng phát sau mưa lũ bởi toàn bộ hệ thống nước giếng của người dân đã bị ngập. Mức điện, thiếu nước khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện vẫn còn 4 xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang bị ngập lũ. Nhiều nhà dân vẫn đang bị ngập sâu, chưa thể ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân ở vùng bị ngập sâu, thì chính quyền địa phương cũng như các đơn vị chức năng đã tiến hành cung cấp nước sạch cho bà con sử dụng. Bởi 3 ngày qua thì toàn bộ hệ thống nước giếng khoan trên địa bàn đã bị nước lũ nhấn chìm. Ưu tiên lúc này của tỉnh Nghệ An đó chính là tập trung để dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm có thể phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Sự bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất đang được triển khai. Trong đó, việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhanh chóng xác nhận miễn giảm một số khoản bảo hiểm bắt buộc là một phương thức hữu hiệu nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Ngành bảo hiểm xã hội cũng có 3 chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp như tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, đưa mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về 0% đến hết tháng 6 năm 2022 và hỗ trợ học nghề cho người lao động. Tại Thái Nguyên, địa phương đầu tiên triển khai chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hàng trăm nghìn lao động khó khăn trên địa bàn. Giảm ngay tiền đóng vào cái quỹ tai nạn lao động bệnh nghiệp trên cái dữ liệu để kịp thời thông báo cho các đơn vị sau ngày 15 tháng 7. Đơn vị cũng biết được và không phải đóng cái số tiền đó để sử dụng cái tiền đó để phòng chống dịch COVID cho người lao động và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, cũng thông báo đến đơn vị lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội để Bảo hiểm xã hội thực hiện theo cái quy định. Còn tại Đà Nẵng, 175.000 lao động thuộc 9.000 đơn vị đã được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 15 tỷ đồng, tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền 3,6 tỷ đồng. Hiện tại doanh nghiệp cũng rất là ghi nhận. Tuy nhiên thì do cái ảnh hưởng của đại dịch này rất là lớn cho nên là cái tỷ lệ giảm không có nhiều. Thì doanh nghiệp rất là khó khăn trong cái giai đoạn này. Thì doanh nghiệp cũng đề nghị là cái tỷ lệ mình sẽ giảm thêm một chút nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Giảm về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp á, thì doanh nghiệp rất là hưởng ứng. Nhưng mà tạm thời dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì nó cũng chưa được mặn mà lắm. Bởi vì nó là sau khi hoàn thành cái 6 tháng, dừng 6 tháng này đó, thì anh cũng phải đóng tri trở lại cái số đó. Giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì doanh nghiệp hưởng ứng. Nhưng tạm hoãn, đóng quỹ hưu trí tử tuất thì chưa được mặn mà lắm. Vì sau 6 tháng họ vẫn phải đóng duy trì trở lại số đó. Nhiều ngành nghề gặp khó khăn, người lao động mất việc làm. Do đó, việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sử dụng linh hoạt nhiều giải pháp, góp phần đảm bảo quyền lợi người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay gồm những phóng sự sau: CPTPP và EVFTA, cơ hội để thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, và phóng sự chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, công tác tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA là bước đà quan trọng để ngành thủy sản cất cánh. Điều cần thiết là phải nhận diện và vượt qua thách thức, nếu không cơ hội sẽ chỉ mãi nằm trên giấy. Để tận dụng tối đa những hiệu quả mà các hiệp định này mang lại, ngành thủy sản Việt Nam cần những giải pháp căn cơ, phát triển bền vững.
Trong hơn 20 năm qua, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với mức trung bình hàng năm đạt 13%, từ hơn 600 triệu đô la Mỹ lên gần 9 tỷ đô la Mỹ. Ngành thủy sản có vai trò đồng hành và đóng góp đáng kể vào việc tham gia tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cũng từ đó, uy tín và thương hiệu thủy sản Việt Nam được nâng cao hơn và sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 160 thị trường trên thế giới với sự gia tăng mạnh mẽ sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như tôm đạt 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ một năm, cá tra đạt 1,8 đến 2,2 tỷ đô la Mỹ một năm, cá ngừ, mực bạch tuộc đạt từ 1 tỷ đô la Mỹ đến 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm cùng với 1,2 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ các loại cá biển khác. Bên cạnh những FTA thế hệ cũ, việc Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA mang lại nhiều cơ hội cho các ngành xuất khẩu như thủy sản, đặc biệt là những cơ hội từ thuế quan xuất nhập khẩu. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA không chỉ tạo cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mà còn giúp ngành nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản của Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, chất lượng để phát triển bền vững. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp thủy sản Việt Nam có cơ hội tổ chức lại hoạt động sản xuất, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất cho sản phẩm chất lượng cao hơn. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới được cải thiện. Với 11 nước tham gia CPTPP, thủy sản Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu sang 10 thị trường, vốn đang chiếm 25% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vì hầu hết được cắt giảm thuế về 0%. Tại một số thị trường lớn như Nhật Bản, cơ hội thuế xuất khẩu thấy rõ khi hầu hết sản phẩm chế biến đang chịu thuế cơ bản từ 4,8 đến 10,5% được giảm ngay về 0%. Như vậy, xuất khẩu tôm, cá tra và các sản phẩm khác của Việt Nam hầu như được giảm thuế xuất khẩu về 0% tại các thị trường CPTPP. Các nước này đang chiếm 31% xuất khẩu tôm của Việt Nam, 15% xuất khẩu cá tra và 31% xuất khẩu hải sản. Cái ngành nó đã đặt những cái nền tảng gọi là xây dựng bền vững theo cái hướng mà yêu cầu của thị trường đặt ra. Do đó thì cái thời gian trải qua như vậy thì đã đủ cho các cái doanh nghiệp mà họ thấy rằng họ có đủ năng lực để mà tiếp cận thị trường, họ xây dựng. Các cái doanh nghiệp đó họ tiếp cận rất là nhanh các cái thị trường khi mà hiệp định mở ra. Nói như vậy không có nghĩa là cho đến khi hiệp định mở ra thì họ mới tiếp cận được, mà họ đã tiếp cận trước đó, và cái hiệp định nó mang lại những cái thuận lợi rất là lớn cho những doanh nghiệp này. Nhưng mà ngược lại, có những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái doanh nghiệp mà họ chưa có đủ năng lực để theo đuổi những cái chứng nhận thêm thế này, thì đó là những cái thách thức. Nhưng cái thách thức đó nó sẽ thúc đẩy họ để mà phát triển theo cái hướng như vậy, và đó là cái xu hướng tất yếu. Đến giờ này thì là chúng tôi đã xây dựng được cái chuỗi các sản xuất cái sản phẩm là nhãn nhãn là phía cốt, tức là cái sản phẩm là đã đạt được cái chất lượng về từ truy xuất nguồn gốc cho đến an toàn vệ sinh thực phẩm, và được các nhà mua hàng là quốc tế là người ta đã chấp nhận. Cho nên là hầu hết các nhà mua hàng quốc tế hiện nay là họ mua cái sản phẩm của người nào phải có nhãn phí cốt thì mới được họ mới mua. Thì đó là một cái tính nghĩa là gì, chúng tôi đã tạo điều kiện cho hầu hết các là doanh nghiệp mà chế biến cá ngừ vây vàng, và tới đây nữa là cá ngừ đóng hộp, là cá ngừ vằn, cá ngừ vằn thì là để thích ứng với yêu cầu của thị trường nước ngoài. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ngoài những lợi ích cơ bản là thuế xuất nhập khẩu, tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, thủy sản Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh so với đối thủ chưa có FTA với các đối tác, gia tăng thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm, tạo ra động lực mở cửa thị trường, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp hai bên, có điều kiện tham gia chuỗi cung ứng khu vực nhờ sự dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, đảm bảo môi trường kinh doanh và thể chế ổn định, minh bạch hơn nhờ cải thiện quy định, chính sách phù hợp theo các điều khoản FTA. Đã đang tăng khoảng 11% và công ty cũng nhận được nhiều cái đơn hàng hơn, và khách thì cũng hối nhiều cái đơn hàng hơn, đặc biệt là những thị trường tiềm năng của công ty là đã dần phục hồi trở lại. Ngoài ra, nhờ chuẩn bị được nguồn cung nguyên liệu ổn định và dồi dào, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc của nhà nhập khẩu, nhất là mặt hàng tôm và cá tra, nên các doanh nghiệp chủ động trong chế biến và ký kết đơn hàng, kể cả với số lượng lớn. Cùng với nỗ lực cải thiện điều kiện nuôi trồng, đầu tư cơ sở sản xuất chế biến, nhiều doanh nghiệp còn linh hoạt các hình thức kinh doanh, chú trọng bán lẻ, bán hàng online. Đây là cả một quá trình dài của một cái chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi, từ cái vấn đề đầu tư điều kiện sản xuất, đầu tư vùng nuôi và các cái chuỗi giá trị, và
chúng tôi cũng linh hoạt để chuyển hướng cái tiêu thụ trong cái điều kiện Covid. 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 32,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,6%, riêng thủy sản đạt trên 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả ấn tượng trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, tăng trưởng chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao khi chi phí đầu vào tăng cao, xuất khẩu cạnh tranh gay gắt. Dù vậy, ngành thủy sản vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm nay. Từ đây đến cuối năm thì chắc chắn là nhu cầu sẽ còn tiếp tục tăng, bởi vì cái việc mà một số các cái thị trường đang phụ thuộc vào cái nguồn cung cấp từ phía một số quốc gia khác, ví dụ như Ấn Độ chẳng hạn, thì đang cũng còn thiếu hụt, cho nên có thể là Việt Nam sẽ được lựa chọn để mà cung cấp bổ sung. Năm 2021, xuất khẩu thủy sản đạt mục tiêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa quý 4 năm 2021, xuất khẩu thủy sản phải đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục vượt khó, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC hiện có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh thành phía Bắc với địa hình kinh doanh phức tạp, bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo. Do vậy, hàng năm thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan của thời tiết, với nhiều hình thái thiên tai phức tạp, nguy hiểm, đòi hỏi những nỗ lực để ứng phó trong mọi tình huống xảy ra. Hàng năm, EVN-NPC luôn chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, cũng như trang bị cho các đơn vị để gia cố lưới điện trước mùa mưa bão. Bước vào mùa mưa bão 2021, EVN-NPC đã dự báo trước những diễn biến bất thường của thời tiết, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó trước các tình huống thiên tai. Đối với tổng công ty chúng tôi thì cái công tác mà phòng chống thiên tai, thì tìm cứu nạn, xử lý sự cố và công tác an toàn lao động là cái nhiệm vụ rất là quan trọng và được tổng công ty lên hàng đầu. Chúng tôi có nhiệm vụ là thứ nhất là chúng tôi phải đảm bảo làm sao an toàn tuyệt đối cho người lao động cũng như người sử dụng điện. Cái công tác thứ hai đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị của ngành điện. Và thứ ba nữa là để đảm bảo làm sao mà khắc phục được những cái hậu quả do những cái tình huống bất ngờ từ thiên tai hay là do cái hình thái thời tiết bất thường. Ngay từ đầu tháng 3 năm 2021, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, với nhiệm vụ xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của toàn Tổng Công ty, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện tốt việc chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức khẩn trương khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai một cách nhanh nhất nhằm đảm bảo cung cấp điện kịp thời, nhanh chóng ổn định sản xuất trên địa bàn do Tổng Công ty quản lý. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố và an toàn. Chúng tôi đánh giá là đây là một trong những cái mà rèn luyện cái kỹ năng cho người quản lý cũng như là người lao động thực hiện cái nhiệm vụ nó được tốt hơn. Đấy, và chúng tôi là các cái ban quản lý chuyên môn và tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tổng ty thì cũng có cái cơ hội để nhìn nhận lại ở dưới cái cơ sở và cấp dưới của mình thực hiện các công việc thế nào để có những cái phương pháp đào tạo trong thời gian tới. Tại các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Giang, Hải Phòng đã tổ chức diễn tập với những tình huống đa dạng, phức tạp, đòi hỏi xử lý linh hoạt, nhạy bén. Chẳng hạn như tình huống trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, mưa gió, dông lốc, sạt lở, đất, sét đánh vào cây ngoài hành lang, làm đổ đường dây cao áp gây đổ cột, vỡ sứ đầu cực cao áp của máy biến áp, đứt đường dây cáp quang điện lực, gây mất điện của phụ tải quan trọng. Với yêu cầu phải cấp lại điện ngay từ các nguồn điện dự phòng và khắc phục nhanh sự cố để khôi phục cấp lại điện theo sơ đồ kết dây cơ bản. Diễn tập về điều hành xử lý sự cố trên lưới điện khi mà bão đổ vào thì đặt ra cái tình huống của cái này là một số các cái đường dây trên lưới điện nhảy sự cố và điều độ viên sẽ của trung tâm điều khiển xa sẽ triển khai để điều hành phân đoạn cô lập
điện sự cố cũng như đồng thời là chuyển đổi cái dây để cấp điện cho trở lại nhanh nhất cho các cái khách hàng, đặc biệt là các cái khách hàng thuộc vào cái nhóm phụ tải đặc biệt ưu tiên trong cái tình huống mưa bão, như là cái chỗ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, huyện và các huyện và thành phố, các cái trạm bơm đầu mối để chống úng chống lụt trên địa bàn. Xử lý nhanh các sự cố an toàn thông tin, sự cố hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin cũng đã được các công ty điện lực tổ chức diễn tập với các tình huống giả định có sự cố lưới điện, sự cố mạng viễn thông và công nghệ thông tin để đánh giá khả năng phản ứng nhanh và việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Qua buổi diễn tập, các đơn vị sẽ chủ động và kịp thời ứng phó với bất kỳ tình huống thiên tai nào xảy ra để giảm thiệt hại tới mức thấp nhất. Đối với lưới điện 110 kV, để đảm bảo vận hành an toàn, cấp điện liên tục trong mùa mưa bão 2021, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tại các công ty điện lực đã lựa chọn lưới điện 110 kV tại khu vực dễ xảy ra các tình huống thiên tai để tổ chức diễn tập theo phương án diễn tập 3-1, nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố, khắc phục các thiên tai do bão gây ra của các đơn vị trực thuộc và nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải. An toàn ấy thì là nó ngấm vào máu của những người thợ điện như chúng tôi. Hàng năm là được huấn luyện, được đào tạo và năm nào cũng học đi học lại, huấn luyện định kỳ rồi huấn luyện theo hệ thống nhà trường, và cái công việc hàng ngày nó luôn luôn gặp các cái yếu tố nguy hiểm và chúng tôi luôn luôn là đến nơi là quan sát kỹ để tiếp nhận, đón nhận những cái mối nguy hiểm rình rập và có cái biện pháp đề phòng. Và trong thực tế là chúng tôi cũng là chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định pháp luật của nhà nước, rồi quy trình, quy định của Tổng Công ty Điện lực, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về an toàn vệ sinh. Với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, cùng sự chuẩn bị có kế hoạch và kịch bản đã xây dựng, với tinh thần sẵn sàng, chủ động ứng phó, các công ty điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với mục tiêu đảm bảo lưới điện an toàn ổn định và hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản. Chiến dịch tiêm chủng toàn dân. Một chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay đang được triển khai trên toàn quốc với mục tiêu tiêm 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu dân. Người dân có nhu cầu được tiêm cần đăng ký qua hệ thống y tế địa phương hoặc sổ sức khỏe điện tử. Tiêm vaccine góp phần kiềm chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường. Thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc. Evergrande vay nợ hơn 300 tỷ đô la, liên tiếp bị hạ bậc tín nhiệm, cận kề vực thẳm vỡ nợ, cổ phiếu lao dốc 90% so với mức đỉnh hồi đầu năm. Hãy trả chúng tôi tiền. Hãy trả chúng tôi tiền.